Chào các bạn, đây là video tổng kết về những món Smart Home mà mình đã chơi, đã sử dụng qua ở trong năm 2023 này. Thì sẽ có hai cái phần chính ha. Thứ nhất ha, là cái phần mà mình chia sẻ về cái hệ thống nhà thông minh Akara mà mình đã nâng cấp cho nhà mình trong năm nay. Ngoài ra phần thứ hai mình sẽ nói về Switchbot, là cái thứ mà mình đã sử dụng để mà smart hóa cái studio. Mà cái đặc biệt đó là bởi vì studio của mình là mình thuê thôi, và Switchbot nó đã hỗ trợ mình trong cái việc smart hóa mà không cần phải lắp đặt, không cần phải khoan đục này nọ như thế nào. Rồi, bây giờ mời các bạn coi video ha. Thì hiện nay á, trong nhà mình là tất cả mọi cái đồ smart home ngoại trừ hai cái rèm là mình xài lại đồ cũ, những cái đèn thì mình xài của G-Line hoặc là Philips Hue. Còn lại á, thì mình sử dụng đồ của Akara. Bao gồm những thứ gì? Thứ nhất ha, đương nhiên phải có một cái Akara Hub M2 rồi, và mình xài bản quốc tế luôn. Thứ hai là mình thay hết tất cả những cái công tắc đèn và công tắc điện ở trong nhà mình á thành cái công tắc hoặc là một nút, hoặc là hai nút, hoặc là ba nút của Akara. Mình nhớ cái mã của nó là Akara D1, D2 gì đó. Và ngoài ra thì những cái hệ thống cảm biến á, mình cũng sử dụng của Akara, bao gồm là có cảm biến cửa nè, có cảm biến chuyển động nè, có cảm biến hiện diện nè. Không thể thiếu nữa là những cái bộ gọi là Akara B, chữ B phở, B3. Akara B3 hiện tại ha, mặc dù nó vẫn làm hub được nhưng mà mình không dùng nó làm hub. Mình chỉ sử dụng nó để mà điều khiển những cái máy lạnh ở trong các phòng ở trong nhà mình mà thôi. Thì tất cả những cái món đó mình trang bị cho nhà của mình á, nó đâu đó chi tổng chi phí vào khoảng 16 triệu hay gì đó, mình cũng không nhớ lắm. Mình không nhớ cái phần số lẻ ha, thì nó loanh quanh vào cái tầm đấy. Tất nhiên cái số này á, nó sẽ khác biệt nhau mỗi nhà, tại vì quan trọng là nhà bạn cần bao nhiêu công tắc thôi, quan trọng là nhà bạn cần bao nhiêu cái cục điều khiển máy lạnh, còn lại thì đa số nó cũng sẽ dao động trong khoảng đấy. Vì sao ngay từ đầu mình chuyển qua cái hệ thống Akara này? Trước đó thì mình xài một cái hệ thống nhà thông minh Jarvis của Việt Nam. Tuy nhiên á, cái thế hệ cũ của Jarvis á, thì nó bị thiếu ổn định nè, và nó dựa trên Home Assistant, mà mình không biết sao là lâu lâu nó vẫn bị đứt kết nối, lâu lâu mình phải restart lại nó một cách thủ công. Ngoài ra thì kể cả khi mà mình vào cái app của Jarvis cũng như là điều khiển thông qua cái HomeKit á, thì nó đều không điều khiển được. Jarvis có nói mình là sau này họ fix rồi, nhưng mà lúc đó thì mình đã đổ qua hệ thống Akara rồi, cho nên là mình không biết là những vấn đề này bây giờ còn hay không. Mình hy vọng là Jarvis họ đã fix được. Mà quan trọng á, là mình đổi qua hệ thống của Akara. Vì sao? Thứ nhất ha, cái brand Akara nó lớn, brand Akara đã có trên thị trường rất là lâu rồi. Thứ hai là những cái đồ của Akara á, tuy là nó mắc hơn so với lại những cái đối thủ cùng phân khúc, nhưng mà được cái mình thấy á, không chỉ mình mà nhiều người khác cũng feedback lại á, đó là nó ổn định. Thì cái đó là cái mình cần. Mình sẵn sàng chi ra một chút xíu tiền nữa, nhưng mà đổi lại là cái sự ổn định, không có bị đứt kết nối rồi. Mà mấy cái automation tất cả đều hoạt động hoàn hảo, khi mà mình mở app thì nó cần chạy rồi, tất cả mọi thứ đều ngon lành. Đó, mình nghĩ đó là một trong những cái thứ quan trọng nhất của một cái smart home. Và đó cũng là cái thứ mà mình theo đuổi. Và mình nhận thấy ha, sau 4 năm kể từ lúc mà mình chơi những cái món đồ smart home đầu tiên cho tới ngày hôm nay, thì cái quyết định chuyển cái nhà thông minh của mình qua Akara là một trong những cái quyết định đúng đắn nhất, và nó làm cho mình hài lòng nhất. Ngày xưa đồ Akara rất là mắc tiền nha các bạn, kể cả hàng nội địa mà nhập về Việt Nam các bạn đi mua cũng đã mắc rồi, nhưng bây giờ thì hàng quốc tế mà lại còn rẻ hơn nữa, mà chưa kể là có những cái đồ được phân phối chính hãng luôn đó. Cho nên là hiện nay mình thấy Akara là một cái hệ thống mà bản thân mình có thể recommend được cho những bạn nào đang muốn thiết lập nhà thông minh, các bạn có thể chơi. Tất nhiên mức giá của nó mình nhắc lại một lần nữa, nó cũng sẽ cao hơn so với là những cái hệ khác mình, ví dụ như của Tuya chẳng hạn, nhưng mà được cái là nó sẽ ổn định. À, thêm một điểm nữa đó là đa số những món đồ Akara mà mình đang có thì nó chạy qua kết nối là Zigbee, cho nên là nó chạy vòng vòng ở trong mạng nhà mình thôi, chứ nó không cần phải đi ra ngoài. Và cái hub M2 là cái cục điều khiển trung tâm, tất cả mọi cái cảm biến rồi này nọ là đều pair với lại cái hub M2 hết. Cho nên nếu như mà lỡ internet có vấn đề ha, mất mạng này nọ các thứ, tất cả mọi thứ trong nhà mình vẫn sẽ chạy được bình thường, không vấn đề gì hết, chỉ là không điều khiển từ bên ngoài nhà vào được thôi. Một số ưu điểm mà mình nhận thấy được của Akara đó là, thứ nhất, như lúc nãy mình nói ha, app ổn định, bật mở ra là xài, cần là có. Nếu mà các bạn xài server Trung Quốc á, thì hãy kỳ vọng là nó chậm chắc chắn rồi, nhưng mà được cái là các bạn sẽ có nhiều đồ hơn để các bạn lựa chọn. Còn không á, thì mình vẫn khuyên là các bạn chọn server quốc tế đi, server Singapore rồi hay là Việt Nam gì đó. Bản thân mình thì đang xài server Trung Quốc mà không vấn đề gì, nhưng mà mình vẫn khuyên mọi người là nên xài cái server quốc tế thì đường truyền này nó sẽ đảm bảo và nó ổn định hơn. Thứ hai nữa là mình thích cái app Akara bởi vì nó đơn giản, nó dễ dùng lắm, mở ra là các bạn thấy liền, mà chưa kể nó còn đẹp nữa ha. Ngoài ra thì cái việc mà setup những cái kịch bản tự động hóa ở trên hệ thống Akara rất là dễ, nó theo một cái cấu trúc là nếu thì, cho nên là ai nhìn vào cũng hiểu được hết. Tất cả những cái automation ở trong nhà mình đều có thể tự động setup được luôn. Chưa hết nha, Akara còn hỗ trợ nhiều cái hệ thống nhà thông minh hiện nay. Thứ nhất là Apple HomeKit. Trước giờ Akara họ nổi bởi vì họ có support Apple HomeKit.
Và thứ hai là hiện nay cái hub Akara M2 bản quốc tế của mình nó đã được nâng cấp để hỗ trợ thêm chuẩn là Master, cho nên là mình cũng có thể add được nó vào Google Home luôn. Coi như là full những cái hệ thống lớn bây giờ đều hỗ trợ Master, và bởi vì cái Akara hỗ trợ Master cho nên là tụi nó có thể ghép được với nhau. Có thể ngày xưa là Akara hơi kén là chỉ chơi được với HomeKit, không chơi được với Google Home, bây giờ là đã chơi được hết rồi. Nếu mà các bạn có xài những cái hệ khác đi nữa thì vẫn có thể xài được với lại cái Master này. Đây là một cái điểm mà mình cực kỳ hài lòng ở Akara luôn. À, sẵn ở trong cái video trước mình có nói với các bạn về cái chuyện là cảm biến hiện diện bây giờ nó chạy chưa có được tốt lắm á, thì mình đã test thử lại một số thứ và tính đến bây giờ là khoảng một tháng mình thấy là nó chạy ổn rồi. Nhưng mà mình sẽ cần test thêm, rồi sau đó sẽ có một cái video riêng để chia sẻ với các bạn về những thứ mình sẽ đắp cho cái cảm biến hiện diện ở trong cái toilet của mình ha, để thực hiện cái việc mà tự động bật đèn và tự động tắt đèn khi mà có hoặc không có người ở trong toilet. Còn một cái ưu điểm cuối cùng nữa của hệ thống Akara đó là thiết kế của những món đồ Akara rất là đẹp. Nó theo cái style khá là giống Apple các bạn, đơn giản nè, tinh tế nè, đẹp, màu trắng à. Giống cái style của mấy con Xiaomi nữa. Rồi, vậy thì nhược điểm của hệ thống Akara Home là gì? Hiện nay á, trong những gì mình trải nghiệm á, thì chỉ có một cái nhược điểm duy nhất mà mình thấy thôi, đó là giá nó cao hơn so với lại những cái giải pháp đối thủ. Và nếu như các bạn chọn server Trung Quốc thì hãy kỳ vọng là nó sẽ có delay, và nếu mà các bạn xài server quốc tế thì sẽ không bị ha. Còn lại á, thì hiện tại mình đang rất hài lòng với cái hệ thống nhà Akara Smart Home của mình, và trong căn nhà kế tiếp nếu mình có thì mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng Akara. Rồi, đó là về hệ thống nhà của mình. Thế còn dưới studio thì sao? Tại sao mình không đem cái hệ thống Akara này xuống studio? Thật ra là có nha các bạn. Ở dưới studio của mình chỉ xài đúng một thứ của Akara thôi, đó là cái Akara B3 để mình điều khiển máy lạnh từ xa. Hết rồi, còn lại thì mình xài những cái hệ thống của Sweetbot. Thì tại sao mình chọn giải pháp Sweetbot? Sweetbot cũng là một công ty họ làm về Smart Home, nhưng mà cái cách họ tiếp cận đó là không khoan đục, thậm chí là tận dụng tối đa những gì mà các bạn đang có trong nhà luôn. Và ngoài ra thì Sweetbot nó vẫn theo cái xu hướng là đơn giản và dễ sử dụng. Thì những cái đồ Sweetbot mà hiện nay mình đang xài ở dưới studio của mình á, nó sẽ có hai thứ chính. Thứ nhất ha, là những cái công tắc để mà mình có thể bật tắt từ xa, bật tắt thông minh. Thứ hai là một cái công tắc để mình bấm nút, mình không cần phải đi lại từng công tắc và cũng không cần phải lấy app trên điện thoại. Và thứ ba là một cái hub để mình có thể điều khiển được từ xa. Bối cảnh mà mình sử dụng Sweetbot ở trong studio đó là để mình bật đèn hoặc là tắt đèn từ xa. Tại vì ở trong studio nó có rất là nhiều đèn, mỗi cái đèn nó lại nằm ở vị trí khác nhau. Mà mỗi lần mà mình xong việc á, mình đi hết một vòng mà mình tắt hết mấy cái đèn đó, rất là mất thời gian, mà chưa kể là còn có thể quên, còn có thể sót nữa. Cho nên mình chọn giải pháp là mình xài Sweetbot, bấm một nút trong cái công tắc thôi là tất cả đèn nó sẽ đều tắt đi. Rồi khi nào mình cần đúng không, bấm một cái tất cả đèn nó sẽ đều bật lên. Như vậy nó tiết kiệm được cái thời gian của mình, tại vì mình đã quay dựng này nọ một mình rồi, mà nếu mà mình còn làm thêm những cái việc đó nữa thì mình thấy là nó không tối ưu cho cái workflow, nên là mình trang bị hết. Ngoài ra còn một điểm hay nữa của Sweetbot đó là tất cả những cái công tắc á, nó đều giữ lại của chủ nhà hết, mình không có phải thay ra, mình không phải khoan, mình không phải đục, mình không phải làm gì hết. Mình chỉ đơn giản là gắn một con Sweetbot lên kế bên cái công tắc, rồi nó sẽ có một cái tay nó thò ra để nó bật tắt vậy thôi. Và đây là một cái giải pháp mà mình nghĩ là cực kỳ phù hợp cho những bạn nào cũng đi thuê nhà giống như mình. Các bạn không cần phải đụng những cái đồ hiện có của chủ nhà, tại vì sau khi các bạn trả nhà là phải hoàn trả này nọ thì nó phiền lắm. Và thứ hai nữa đó là nó cũng rất là dễ lắp đặt ha, không cần kỹ thuật gì tới làm hết, tại vì các bạn chỉ dán keo hai mặt lên thôi. Còn như Akara nhà mình á là phải có mấy anh kỹ thuật lên, mấy ảnh thay mấy cái công tắc cho mình. Mình đâu rành về điện cho nên mình đâu tự làm được đâu. Cái giải pháp của Sweetbot á thì các bạn có thể điều khiển được, thứ nhất là bằng những cái remote mà các bạn mua riêng. Thứ hai là các bạn điều khiển trực tiếp từ app trên điện thoại, thì tụi nó dùng kết nối Bluetooth với nhau cho nên không cần phải có hub ha. Lý do mà mình mua cái hub á là để mình có thể điều khiển được nó từ bên ngoài nhà thôi. Còn nếu mà các bạn không có nhu cầu điều khiển từ ngoài nhà thì không cần phải mua hub làm gì. Cái đấy ít hôm mình cũng có cho các bạn coi cái giải pháp rèm Sweetbot Curtain á ở trên YouTube. Thì nếu mà các bạn muốn tự động hóa cho cái rèm của mình thì các bạn cũng có thể xài thêm. Nhưng mà cái Sweetbot Curtain đó thì không phải nhà nào cũng cần. Nếu mà các bạn cần thì các bạn hãy mua, còn không thì thôi. Như studio của mình thì mình chẳng mở rèm ra bao giờ hết, cho nên là mình cũng không trang bị những cái hệ thống rèm thông minh gì hết. Rồi, vậy thì nhược điểm của Sweetbot là gì? Thứ nhất, vẫn là giá cao. So với lại một cái công tắc Akara 2 nút thì một con Sweetbot á, giá của nó bằng luôn. Trong khi các bạn điều khiển được có một nút duy nhất à. Đó, cho nên về mặt kinh tế ha, thì các bạn đi thay Akara chắc chắn là nó sẽ tiện hơn. Cho nên như mình nói lúc đầu á, Sweetbot nó chỉ tiện nếu như mà các bạn thích cái giải pháp plug and play, các bạn không muốn khoan đục, các bạn không muốn thay thế những thứ mà có sẵn. Còn nếu như ở nhà các bạn á, thì các bạn đi mua Akara nó sẽ lợi hơn về mặt kinh tế là chắc chắn luôn, và các bạn còn trang bị được nhiều nút này nọ hơn nữa. Và cái nhược điểm thứ hai á, đó là việc mà Sweetbot nó set up để điều khiển máy lạnh á, tại vì cái hub của nó vừa là kết nối internet ha, vừa là cái cục điều khiển máy lạnh luôn, thì nó không được dễ dàng như là Akara, Xiaomi, Tuya, nói chung là mấy cái hãng Trung Quốc á.
Mấy hãng Trung Quốc họ làm cái phần mà setup máy lạnh rất ngon nha, nhưng mà SwitchBot thì nó rườm rà hơn, cũng làm được á, rồi cuối cùng cũng sẽ chạy được á, nhưng mà nó rườm rà hơn. Rồi, đó là những cái nhược điểm của SwitchBot. Qua cái video này thì mình chia sẻ với các bạn về hai cái giải pháp smart home mà hiện nay mình đang xài. Một cái là gọi là thay thế này nọ cho những thứ có sẵn, còn SwitchBot á là ép vào những thứ đã có sẵn mà không phải thay thế gì hết. Thì tùy vào cái nhu cầu của các bạn mà các bạn có thể tham khảo và lựa chọn ha. Mình nghĩ tới cuối cùng thì những cái giải pháp smart home này nè, nó phải giải quyết được cho các bạn một số cái nhu cầu về tự động hóa, thì lúc đó các bạn mới thấy là nó đáng tiền. Chứ nếu mà các bạn chỉ đơn giản là để bật tắt từ xa thì mình nghĩ là chắc cũng chưa đủ use case đâu. Tại vì nhiều khi chúng ta chạy tới chúng ta bật còn lẹ hơn mà. Cái tự động hóa mới là cái quan trọng nhất. Thì các bạn có thể xem là những cái video về Akara trên kênh mình á. Search với Akara là ra. Các bạn xem một số cái kịch bản tự động hóa mà mình đang setup với nhà mình. Để các bạn nghĩ thử coi trong nhà các bạn nó giải quyết được gì hay không. Nếu mà giải quyết được thì hãy bắt đầu đầu tư smart home và chơi smart home. Còn không á hả? Không cần đâu. Ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.